Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh kênh YouTube của em nha. Thì hôm nay có mặt buổi tối ngày hôm nay là sinh nhật của chị Hồng Lan. Em đang có mặt tại nhà của nghệ sĩ Du Linh. Thì thấy trong nhà thì có cậu Sử cũng với lại một anh quản gia, như anh này anh quản gia nha, mình không biết anh nào đó. Thì mình là anh quản gia. Ủa ai ta? Ai cô Sáu ngang qua ta? Ai còn giống cô Sáu ngang qua ta? Và vô tình quay đúng mọi người, như cô Sáu ngang qua sao á. Thì ngày hôm nay nghe tin tức là chị Hồng Lan chỉ đi Đà Lạt rồi mọi người. Bây giờ đang ngồi chờ chị Hồng Lan về đây mọi người. Em ở phía trong em thấy rất là nhiều trái cây, hoa cũng như là những lời chúc sinh nhật đến chị Hồng Lan. Và hồi trưa thì em và hóc nhai cho cậu thì thấy chồng chị Lan vẫn còn ở nhà chứ không có đi chung. Nhưng mà hiện tại bây giờ buổi tối thì thấy có cậu Sử ở nhà nha mọi người. Cái nãy không biết có cô Sáu xuất hiện không á. Thấy quay vô tình là thấy cô Sáu xuất hiện mọi người. Trên lầu mọi người có đèn bật sáng, không biết là trên đó có ai trên đó không. Bây giờ có một cái chị tính đi qua nhìn, không biết là có tới để mà tặng bánh kem không. Hiện ngày hôm nay rất là nhiều người tặng bánh kem, trái cây rồi cũng cúng cho cậu rất là nhiều luôn. Thì như là gia đình đang chờ ai sao á, đang chờ Vũ Luân hay sao á. Có lẽ nào cũng luôn tới nhà mọi người. Có chị này, chị nhìn qua thì chị gật đầu cái gì đây. À chị này cũng không có, chị này đi ngoài đường thôi, không có hỏi là không phải là lại. Ngồi chờ đây mình cùng với các bạn ngồi chờ chị Hồng Lan sẽ về nha mọi người. Hay là chị Hồng Lan đi Đà Lạt về. Thì từ Đà Lạt mà đi từ Sài Gòn đi đến Đà Lạt ấy, thì tầm 3 tiếng á, đi 300 cây tầm 8 tiếng. Thì đi xe giường nằm là 8 tiếng, còn đi về đây cũng là 8 tiếng. Thì hiện tại trên Đà Lạt thì rất là nhiều, rất là mưa. Mưa mới nghe hôm qua mưa mà lũ lụt mà nghe nước dâng rất là cao. Xong rồi nó nước rút rồi cũng rất là nhanh, tại vì là nước ở trên đó mưa rất là to, ở dưới đây là cái không khí trời mưa rất là to. Thì em với mọi người cùng ngồi đây chờ xem là có chị Hồng Lan về nha mọi người. Hồi nãy anh đó cứ ra mở ra vô rồi thấy mình quay phim, thì bây giờ anh có đóng cửa rồi cũng chứ mà mình dưới đây mình quay thì mình muốn coi có ai tới hấp nhang cho nghệ sĩ Du Linh không, với lại là có ai tới gửi những phần quà như phần bánh đến chị Hồng Lan. Hôm nay sinh nhật của chị Hồng Lan thì nói chung là mọi người trong nước ngoài nước cũng rất là quan tâm rất là nhiều. Rất tuyệt vời nha mọi người. Thì mới nãy như hồi chiều em thấy một cái nhân vật đó là nhân vật Bi Thái Tử. Bi Thái Tử thì là một người fan cứng của cô Phương Hằng, thì cũng có phát biểu cũng thấy cộng đồng mạng lùm xùm cái vụ của phía nhà của nghệ sĩ Du Linh. Thì anh đó có lên tiếng, thì anh đó có ghé vào nhà để mà hồi chiều nay anh mới đi xe xong rồi chạy vô đây thì bà hấp nhang không có quay, nhưng mà bà hấp nhang rồi mua bánh, mua trái cây là cúng cho cậu và mua bánh để mà chúc mừng sinh nhật của chị Hồng Lan. Đó, chỉ vậy thôi. Trên mộ thì bây giờ hiện tại thì trời mưa rất là to, mọi người thấy đường này rất đang ướt nè. Hồi chiều ở Sài Gòn mưa nè, nhưng mà trên đó thì giờ mới mưa. Mình chạy về đây thì từ trên mộ chạy về đây thì mắc mưa rất là lớn luôn.
nãy mấy chiếc xe bên đây, nãy mấy chiếc, nãy để mấy chiếc xe, chiếc xe màu trắng này, nãy mấy xe màu trắng này nè, ở trước nhà, ở trước nhà của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì không biết là tòa rồi tòa án rồi phiên tòa rồi xử lý sao rồi, nhưng mà vẫn rất là mong là cô Sáu rút đơn kiện, vì kiện thì nói chung là mất cái tình cảm đi, cô cháu sẽ tình cảm càng lúc càng xấu đi chứ không có tốt đẹp. Còn Thắng thì cũng không có rất là nhiều người họ không có không có được nữa, chứ mình nói là đừng có nói cái việc là Thắng, thì như mọi người cũng như trong nước ngoài nước cũng như các luật sư trên mạng cũng nói là không thể thắng được, vì mà một cái di chúc miệng không có này kia thì không có ai làm chứng, cả Đông Dương cũng không làm chứng, thì khiến cho không bất lợi về cô Sáu, càng kiện thì càng mất tiền, càng mất tiền thì mà mất thời gian nữa, lại tình cảm của hai người là còn lại xấu đi nữa, thì không có, thì cậu Năm cậu cũng không có thích tập. Em chỉ muốn chia sẻ cho mọi người như vậy. Thì hồi đây em nghe tin tức là chuẩn bị sắp rồi, sắp về rồi, Hồng Lan sắp về rồi mọi người. Chứ đi chung với lại con của cậu Tư. Cậu Tư là anh của nghệ sĩ Vũ Linh. Cái anh mà hồi trước mà có lên hình ngồi chung họp báo cũng lên tiếng chung với lại chị Hồng Lan. Đó, thì rất rất là may mắn là có cả con của cậu Tư chứ mà một mình chị Lan thì nếu mà họp báo riêng một mình chị Lan với lại con của cậu Bảy gì đó, cái chị gì đó, con cậu Bảy nữa, thì nếu mà một mình của đó anh cậu xử ra rồi, biết có ai tới không, cậu xử ra rồi thử ra rồi nè, còn thử mở cửa nè, chắc là mà đem bánh cũng như đem trái cây đem đi cho ăn cơm, gia đình ăn cơm, ăn đổ rác luôn. Thì nói chung là đang chờ chị Lan về thôi, mọi người hai người vẫn đang ngồi chờ chị Lan về. Ngồi chờ chị Lan về thì nói chung là chị Lan cũng về cũng rất là lâu, tại vì cũng đang về, đang trên đường về mà. Đang trên đường về mà cũng phải chờ thôi mà. Khi mà chị Lan về thì chắc chắn sẽ mở tiệc vào chiều nay, thì em có thấy là anh chồng của chị Lan thì đã mua cua rồi, cua biển ăn rồi. Thì cho nên là sẽ có một bữa tiệc cua biển rất là hoành tráng. Và phía trong mọi người thấy không, phía trong thì mọi người thấy là rất là nhiều hoa, rất là nhiều hoa luôn, rất là nhiều hoa. Thì vẫn đang đứng phía ngoài để mà cho khán giả ta tới mà tặng bông, tặng quà rồi thắp nhang cho cậu thì vẫn được tới nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Dạ em đang cùng mọi người, với mọi người thì cũng ngồi đây chờ khi nào mà chị Lan về sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Cậu xử thì có đang sửa mở cửa, mở ra mở vô, mở cửa thì nó đang bị vấn đề mật khẩu ngoài kia. Và hôm nay cô Sáu có đi ngang qua, mọi người thật sự để mà nói cô Sáu đi ngang qua.